26 tuổi nhập viện vì đau bụng. Cách đây 7 ngày thì bệnh nhân đã mổ bình thường và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện 1 năm và xuất viện sau đó 5 ngày. Nhưng mà sau khi mổ bình thường bình thường. Dạ, mổ bình thường không có biến chứng xong rồi xuất viện. Xong rồi sau khi về nhà được 2 ngày thì bệnh nhân bắt đầu sốt, xong rồi đau bụng vùng hố chỗ phải. Bệnh nhân sau đó nhập viện bệnh viện 1 năm. Bệnh nhân không có buồn nôn hay là lúc đó bụng bệnh nhân cũng chưa chứng không chứng. Dạ thầy, chẩn đoán của em là tụ dịch sau mổ được rồi. Tự nhiên chẩn đoán tụ dịch có đau có sốt, đau có khám có cái gì cũng dạ, được chứ. Dạ thầy. Mày có cái cơ sở về lâm sàng, chứ nghe lời người ta nói mà mình chẩn đoán liền là bán lúa giống, hiểu dạ, chưa? Dạ thầy, bây giờ có những cái dữ kiện gì của cuộc mổ đó để mình gợi ý là có tụ dịch, có những trùng sau mổ không? Dạ. Thứ dạ. nhất là gì, là ruột thừa nó vỡ chưa? Dạ, dạ thầy. Chưa biết. Mổ thì tụ dịch. Cái giấy xuất viện đó, giấy xuất viện ghi là gì? Là biết ruột thừa cấp thôi chứ gì? Dạ. Thì phải hồi cứu lại, là trước đau bụng bao lâu rồi mới mổ? Mấy? 5 ngày. Thấy chưa? Đau mổ ruột thừa đau 5 ngày mới mổ. Thì cái ruột thừa đó nó thành một cái đấm quánh áp xe rồi, hiểu chưa? Cho nên cái mổ mổ với cái ruột thừa 5 ngày đó thì cái tỷ lệ nhiễm trùng trong ổ bụng cao hơn là mổ ruột thừa đó 1 ngày. Trong vòng 1 ngày hầu như là không có biến chứng gì hết, mà ruột thừa 5 ngày là mổ là trước sau gì nó cũng có vấn đề nó xảy ra sau đấy liên quan đến cái nhiễm trùng. Cho nên cái thông tin đấy là mình phải nắm, hiểu chưa? Rồi về xuất viện về rồi bệnh nhân đau bụng đó lại sốt đi tiêu lắc nhắc gì không? Dạ. Có hội chứng giả trực tràng, hội chứng giả liệu gì không? Dạ. Bệnh nhân thay bệnh nhân đi tiểu lắc cũng bình thường. Ừ. Đi cầu bình thường luôn. Dạ. Khi lúc mà vô nhập viện thì bệnh nhân bắt đầu đi cầu không có được. Ừ. Khi nhập viện tình trạng bệnh nhân là sao? Nhiệt độ bao nhiêu? Dạ. Dạ thay cầu bệnh nhân là 38 độ C. Bạch cầu bao nhiêu? Bạch cầu bệnh nhân là ngày người bệnh đầu tiên và cầu anh nhâm 18/78, ngày thứ hai là 17/33 và ngày thứ năm là 14/15. Khi nhập viện khám cái bụng nó có dính đến cấp cứu ấy. Nhập viện thì tình trạng cái bụng sao, có sợ thấy khối gì ở vùng cái vùng mổ không? Dạ thầy, lúc đó thì không sợ thấy khối ở vùng mổ nhưng mà vẫn phải theo dõi nghi ngờ cái áp xe tụng lưu trong ổ vô bụng. Dựa vào đâu cho nó sẽ tụng lưu, chỉ dựa vào cái bạch cầu thôi. Dạ. Tại bệnh nhân có giỏi là có đầu tụ dịch tại ống đau thấp cái bụng rồi siêu âm thì có vấn đề gì? Dạ thầy, siêu âm cấp cứu ấy, dập ổ bụng đường ít nên chàng cùng tụ dịch. Ừ. Rồi thì nằm điều trị đây bao nhiêu ngày rồi? Dạ thầy, nằm điều trị ở đây là 8 ngày rồi. 8 ngày. Giờ bệnh nhân thì sao? Dạ thầy, giờ bệnh nhân là ổn và sinh hiệu bình thường, bụng không còn đau nữa, không còn sốt. Thì có nói sinh hiệu bình thường, điều quan trọng là còn sốt hay không? Dạ. Nói sinh hiệu bình thường. Dạ, không còn bao nó bao gồm ôm đồn những thứ đâu có giá trị. Dạ. Hết đau. Dạ hết đau. Hết sốt. Dạ hết sốt. Bụng hết chướng. Dạ hết chướng. Rồi ăn uống bình thường. Dạ ăn uống bình thường, bệnh nhân cũng đang tiêu bình thường. Cá cái bụng. Còn cái gì ở hố chỗ phải không? Dạ thầy, khám bụng thì khám bước xem coi. Dạ chạy đi em không bệnh. Sờ cái đau thì bàn tay này, bàn tay bác sĩ tốt nè, bàn tay nhìn thấy rất là mút nha, khá chuẩn rồi. Ra thấy sờ ở cái vùng không cho phải đi, cảm giác có gì bên dưới không? Hả? Đau còn đau ấy. Ấn thì mới đau thì sờ. Ừ. Cũng còn hơi đầy chút xíu mà so với lúc mới nhập viện thì bớt được mấy phần rồi. Mấy phần. Ừ, thôi ngon quá, tốt quá. Nha, đây để thầy nói lại trình bày lại cho anh học cách trình bày. Bệnh nhân nữ bao nhiêu tuổi? Dạ thầy, bệnh nhân nữ 36 tuổi. Rồi nhập viện vì đau bụng. Dạ. Sau mổ cắt ruột thừa. Dạ. Đúng chưa? Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt ruột thừa. Cách nhập viện bao lâu? Dạ thầy, bệnh nhân mổ cắt ruột thừa. Cách nhập viện 7 ngày. Dạ, cách nhập viện. Rồi, theo bác giấy đau viện, thì viêm ruột thừa cấp. À, không có dẫn lưu, đúng chưa? Nên là cắt ruột thừa mà không có dẫn lưu. Nhưng bệnh có dẫn lưu không? Có dẫn lưu đấy, nhưng mà bệnh sử thì bệnh nhân đau tới 5 ngày.
cho nên cái thông tin đó phải trình bày đây. Nha, sau mổ 5 ngày bệnh nhân xuất viện, sau đó nhập viện trở lại, đau bụng, sốt, bụng thấy chướng lên, như ăn uống bình thường, không có buồn nôn, không có cái chủ tiêu tiểu bình thường luôn. Lúc nhập viện bệnh nhân không có sốt, nghe như bạch cầu bao nhiêu? Dạ, bệnh nhân có sốt. Có sốt, nhiệt độ bao nhiêu? Nhiệt độ 38. Thì có nói sinh hiệu ổn định hay không ổn định? Nhiệt độ 38. Rồi, khi nhập viện bệnh nhân có nhiệt độ thân nhiệt là 38.5, bạch cầu bao nhiêu? Dạ, thay bạch cầu bằng 18.78. Rồi, bụng ấn đau, hốt trọng phải, nghe siêu âm có manh trà thành dày, có tụ dịch ở vùng hốt trọng phải. Bệnh nhân được chẩn đoán là gì? Là tụ dịch, nghe nhiễm trùng, sau mổ cắt ruột thừa. À, từ lúc nhập viện đến giờ là bao nhiêu ngày? 8 ngày. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, nha, truyền dịch, hiện tại đã bớt đau được 8 phần, nha, không có sốt, bụng bệnh nhân mềm, ấn hút trọng phải còn đau nhẹ, nha, còn cảm giác đầy đầy bên dưới, chứng tỏ nó còn ít dịch bên dưới đấy. Ngay hay kết luận là gì? Truyền dịch nhiễm trùng sau mổ cắt ruột thừa, đáp ứng với điều trị nội khoa, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn. Như thế đó, trình bày như thế là 9-10 điểm, nó thi. Hiểu chưa? Rồi 7 điểm. Xem mổ phụ mổ gì không? Rồi.